Chào các bác nhá. Em lại về thêm hàng máy pha cà phê nhá, máy pha cà phê tự động này. Hàng còn nguyên hộp nhá. Đây là cái hộp của nó này. Đấy. Bình thường mọi cái là cái viền này này, nó bằng inox này. Inox nhá, nhưng mà riêng chỉ có một chiếc duy nhất thôi nhá. Là cái viền này nó màu cà phê. Đấy. Đây. Máy hàng trưng bày chưa qua sử dụng nhá, còn rất là đẹp này. Đây. Đây các bác nhìn này. Cực đẹp. Đây cái lưới lọc của nó này. Đây. Rất là đẹp nhá. Bình thường khi pha xong thì các bác nhấc cái này để đi vệ sinh này. Xay pha tự động các bác nhé. Nước đổ bên đây. Đấy. Cái video hướng dẫn sử dụng thì em đã làm các cái video đấy rồi nhá. Nên là em chỉ quay video về gọi là giới thiệu sản phẩm cái này thôi. Link ở dưới, link máy hướng dẫn sử dụng rồi. Ở dưới. Cái hướng dẫn sử dụng thì em sẽ để đường link ở phần phần bình luận đi, các bác dễ xem. Đây, con này có bốn mức xay bằng hạt nhé. Bình thường các bác muốn đây là tắt này, pha bằng bột này, các bác vặn lên đây. Sau đó nhấn nút này để pha này, rồi 1, 2, 3, 4 này. Em cắm điện luôn cho ngầu điện lên để anh thử luôn này, thử bằng điện không thôi. Còn trước thì có video xay rồi, video pha rồi. Hướng dẫn sử dụng rồi. Đây nha. Tắt này, pha bột này, nhấn như vậy là pha bột này, đó, pha hạt này, 1, 2, 3, 4 này, nhấn xay này, xay xong tự pha tự động nhé. Đây là cái cốc đựng cà phê này, cốc inox các bác nhé, cốc inox này, đây, bên trong vẫn còn cả cái muỗng để múc cà phê nhé, đây này. Cái này thì có cả cốc thủy tinh của một dòng, cái dòng máy khác cốc thủy tinh nhá. Nhưng mà theo cái máy này là bằng cốc inox. Đấy, bác nào mà thích cốc thủy tinh thì em có thể em sẽ đổi sang. Em chỉ đổi sang thôi nhá, chứ không phải là em gửi tặng các bác hai cốc được đâu. Thì vì mỗi cái máy chỉ có một cốc thôi. Bỏ này vào cho anh. Cốc thủy tinh thì các bác nhìn cà phê nó sẽ đẹp, nhưng mà các bác không cẩn thận thì sẽ bị vỡ. Đây luôn, đây luôn nó cứ quay vào vậy cho nó khó luôn để vỡ. Đây nha, máy cực đẹp nhá. Váng Shizuka này. Đó. Giá 1.800.000 các bác nhá. Cực đẹp luôn. Ok, em chào các bác nhá.